Hello tất cả anh em nha à, Trong cái video này thì uh, Vẫn là một series bói đồ đêm thôi anh em à Đây là um, Em vừa nhặt được một món đồ anh em ạ à. Thì uh, hồi, bây giờ đang là 1 giờ 10 Thì cách đây khoảng tầm 10 phút Thì em vừa mới ộp stream uh, Trong cái Buổi trưa mà em bèm 46 cái lệnh bài bót đó anh em Thì uh, bây giờ em lại vừa nhặt được một món đồ mà Uh, em đã hứa với anh em rồi khi mà nhặt được món đồ nào mà bán được ra tiền thì em sẽ em sẽ làm ngay clip và em đăng luôn bất cứ giờ nào nghĩa là nghĩa là khi clip này vừa đặt vừa được đăng lên thì đó cũng là lúc em vừa nhặt được món đồ này anh em ạ à. thì để không phải chờ để anh em chờ lâu nữa thì em vào luôn nha thứ nhất đó, là một cái mũ cái mũ này thì cũng không có quá gì đặc biệt mũ này thì chỉ làm phôi thôi chứ bây giờ không ai dùng cái này cả tại vì nó phòng thủ vật lý ẩn hai anh em ạ ẩn một thì may ra có ông dùng đấy nên nó nó chỉ lấy ẩn phòng thủ vật... à, lấy phôi phòng thủ vật lý thôi nhưng đây là một món đồ bán được này anh em này à, đây là một cái áo phục hồi 40 kháng lôi 7 nội lực 16 là một cái áo mộc mà nếu như hiện tại ạ thì áo phục hồi 40 thì nó nhiều lắm rồi anh em ạ nhưng mà cái áo mộc thì lúc nào cũng bán được à, bèo bèo thì cái áo này lúc nào ông cũng rơi em nghĩ là rơi tầm kim để, để anh em mặc anh em ạ à. mà một kim là 70.000 nghìn rồi anh em nó là tiền rồi đấy thì là làm luôn clip nói chung là cái gì mà bán được ra tiền là em sẽ làm clip để cho anh em có xem được những cái gì đó nó hấp dẫn là tạo cho anh em cái sự vui vẻ anh em muốn chơi game á thì à, em vào cùng em tải ở võ công truyền kỳ .net nha Ok anh em nha đây là một cái áo mà không thuộc áo sexy anh em ạ, nhưng mà nói chung là áo mộc mà phục hồi 40 thì nó lại lúc nào nó cũng bán được, bây giờ nó bán dễ lắm. Mấy cái áo mộc phục hồi 40 này thì rất dễ bán, tại vì ở server Thúy Yên trưởng nó khá nhiều. Hoặc Nga nó rất cần mấy cái điều loại này anh em ạ. Ok anh em nhá, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái clip này của em nha. Uhm, hẹn gặp anh em ở các series bói đổ lần sau nha. Tạm biệt anh em, bye bye.